Telegram. Hãy Ê Nguyễn, xin chào đón quý vị đến với công ty điện tử Telegram. Hy vọng quý vị đến để coi một showroom mới của công ty điện tử Telegram, nhất là những sản phẩm về Italia Furniture của công ty điện tử Telegram được nhập cảng trực tiếp từ Italy với những bộ sofa mới nhất được làm 100% tại Italy. Thưa quý vị, những bộ bàn ăn được làm tại Italy, những bộ giường ngủ được làm tại Italy với những cái tấm nệm được là Golden Matrix, tức là nệm vàng 22 carat cũng đang có tại công ty điện tử Telegram. Hy vọng đến để coi qua những bộ nệm vàng nó độc đáo thế nào, nó giá trị thế nào, tại sao mọi người đang chờ đón cái sản phẩm này. Hy vọng quý vị đến với Telegram và chỉ có tại Telegram mà thôi mới được trưng bày sản phẩm này. Thưa quý vị, bên cạnh đó những cái nệm của hãng Lamborghini của Italy 100% làm tại Italy là một sản phẩm nệm được quý vị đã mua sắm rất là nhiều trong những tháng vừa qua, kể cả những loại nệm mà của hãng Carpe Diem là nệm lông cừu cũng đang có tại đây với sản phẩm cao cấp nhất lên tới $30,000 cũng đang có tại công ty điện tử Telegram. Hoặc là những cái sản phẩm mới quý vị thấy, những cái sản phẩm mà những bộ sofa mà tới trên dưới 20,000 đồng mà loại rất là đẹp và giá trị, bỏ vào căn nhà chúng ta, nó làm cho nhà chúng ta nó giá trị hơn, nó sang trọng hơn. Nếu vừa mới mua nhà mới, dọn nhà mới, sửa nhà, đây cũng là cơ hội tốt nhất để mình để mua sắm những sản phẩm về furniture, từ những bộ bàn ăn, những bộ sofa, những bộ giường ngủ, hoặc là những tấm nệm thật là êm ái, cho đến những cái TV 4K là những TV mới nhất của hãng Sony, hình ảnh rõ gấp 4 lần so với những TV HD bình thường của Sony 65 inch cũng được hãng Sony đang được trưng bày và đang được giới thiệu tại công ty điện tử Telegram. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì có rất là nhiều những sản phẩm khác, từ những cái tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, rồi những TV của LG, của Samsung, của Sony, những dàn máy lifestyle của Labo, những dàn máy karaoke của Labo rất là hấp dẫn. Nếu chúng ta hát karaoke mà chưa có được dàn Labo 951 thì hy vọng được mời đón quý vị đến với công ty điện tử Telegram để coi qua, để hát thử, chắc chắn quý vị sẽ mang về nhà cái dàn Labo 951, làm giọng hát chúng ta sẽ hay hơn và cuộc vui chúng ta sẽ trọn vẹn hơn. Thưa quý vị, cũng như rất là nhiều hõm nhỏ chờ trong nhà, từ những nồi cơm điện của Nhật được làm từ Nhật của hiệu Tiger, vị hiệu Convoy, cho đến những cái nồi niêu xông chảo của đại hàng, tất cả những hõm nhỏ từ 1 đồng đến 10 đồng cũng có rất là nhiều tại Telegram. Hoặc là những sản phẩm về sức khỏe, quý vị thấy những cái phòng Helmet Home Sauna là những sản phẩm rất là độc đáo trong những ngày tháng vừa qua được quý vị đến mua sắm rất là nhiều tại công ty điện tử Telegram. Chúng ta những cái sản phẩm này, chúng ta ngồi vào những cái phòng xông hơi này giúp gia đình chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn, một cái da được hồng hào hơn, cái da được đẹp hơn, được nó tẩy độc cho chúng ta, làm cho con người chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thưa quý vị, và được lifetime warranty sản phẩm này chỉ có tại công ty điện tử Telegram mà thôi, cũng như những cái máy rung tăng mỡ giảm cân của Dr. Fuji, hoặc là những cái máy rung mà loại cao cấp của DKN, cũng như rất là nhiều những sản phẩm khác. Nói chung là đến một nơi được gọi là one stop shopping, mua nhiều tiết kiệm nhiều ra công ty điện tử Telegram, và hy vọng quý vị cũng đến để coi qua. Và nhất là Telegram cũng xin chính thức khai trương khu vực được gọi là Italia Furniture, rất là hấp dẫn với những sản phẩm nổi tiếng tại Italy mà được làm 100% tại Italy, chỉ có tại công ty điện tử Telegram mà thôi, cùng với chương trình tài trợ từ 1 năm đến tới 4 năm không đau không tiền lời. Và Telegram cũng sẽ có chương trình đặc biệt là mua lại những cái bộ sofa cũ quý vị từ 400 đồng đến tới 1.500 đồng. Hy vọng quý vị đến với Telegram để biết thêm chi tiết với những chương trình rất là hấp dẫn này tại công ty điện tử Telegram. Thưa quý vị, đến với Telegram Italia Furniture Showroom, quý khách tha hồ thưởng lãm và lựa chọn những sản phẩm furniture chánh gốc 100% làm tại Italy của các hãng danh tiếng thế giới như Chateaudax, AF, Rosetto, Nicoletti, Euroform, Giorgio Collection, Marcus Collection of Beverly Hills. Chắc chắn quý vị sẽ rất hài lòng với những bộ sofa da, coffee table dành cho phòng khách, phòng gia đình, những bộ bàn ghế cho dining room, những bộ tủ giường cho phòng ngủ, v.v. Mẫu mã thiết kế sang đẹp, thanh tao, tất cả đều được làm rất tinh xảo, tỉ mỉ, công phu. Phần lớn là handmade, có mộc chứng 100% made in Italy và được nhập cảng trực tiếp từ Italy. Chúng tôi đang ở Italy tại một cái triển lãm quốc tế về furniture tại thành phố Milan, Italy. Và chúng tôi đang ở trong cái showroom của Nicoletti, Italy. Rất hân hạnh chúng tôi được gặp ông Nicoletti, là chủ nhân của cái hãng Nicoletti Italy. We at Telegram are very pleased to come to the showroom here with you. Meet you here. Thank you. In person, right? Because would you please say some words to our customer in America? I want to say that first of all, I am honored to have Telegram here in the stand. So I'm very honored. And you know, Telegram is my Nicoletti product, and so I want to say that to all the customers of Telegram that our product is in their showroom, so they can come in their showroom and try our product. So I'm very proud to be one of your partners. Thank you. Thank you very, very much, Mr. Nicoletti. Thank you. Thank you very much. Chúng tôi không ngần ngại
khuyến khích quý vị đi khảo giá các loại furniture đắt tiền ở những nơi như Cantoni, Casso, v.v. rồi trở lại với Teletron Italia Furniture Made in Italy 100%. Chắc chắn nơi đây quý vị sẽ tìm thấy những cái mẫu mã phù hợp hơn với cái nhìn về nghệ thuật và văn hóa của chúng ta, và đặc biệt giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những nơi trước đây. Và tại công ty điện tử Teletron với Teletron Italia Furniture Showroom luôn luôn có những cái chương trình trả góp vài năm không có tính tiền lời để giúp cho quý vị có được cái điều kiện mua sắm dễ dàng và thoải mái hơn. Teletron rất hãnh diện là đại lý chính thức cho những hãng nệm danh tiếng nhất trên thế giới hiện nay như Capidium làm tại Thụy Điển, Magniplex Lamborghini làm tại Italy và Tempur-Pedic của Thụy Điển làm tại Hoa Kỳ. Mua sắm những loại nệm tại công ty điện tử Teletron, sáng mua là chiều có ngay, bởi vì hàng của chúng tôi luôn luôn có sẵn trong kho và giao hàng hoàn toàn miễn phí. Quý vị đang đến với công ty điện tử Teletron và đến với TV Sony 4K là sản phẩm mới nhất trên thị trường mà đang được trưng bày tại công ty điện tử Teletron. Đây là sản phẩm mới nhất của Sony đã đến với Teletron và đã trưng bày để quý vị đến để coi qua hệ thống nó 4K nó như thế nào. Nó rõ gấp 4 lần so với TV bình thường thưa quý vị. Nhưng loại HD quý vị đã có ở nhà nó đẹp, nó rõ rồi, mà đây là TV 4K rõ gấp 4 lần. Thay vì những TV khác loại cao nhất đó là chỉ có 2 triệu pixel mà thôi, TV này tới 8 triệu pixel, hình ảnh rất là tuyệt vời thưa quý vị. Bên cạnh đó những cái độ mịn nó từ 3840 x 2160 pixel, rất độc đáo và cao nhất. Hy vọng sản phẩm này chỉ có tại công ty điện tử Teletron mà thôi. Có 3 size để lựa chọn, 1 là 55, 2 là 65, 3 là 84 inch với giá 25.000 đô la, cũng đang có tại công ty điện tử Teletron. Hy vọng quý vị sẽ tìm nơi một kiếm một cái TV đáng một cái, mua một cái, chúng ta xài 5-10 năm nữa không muốn thay đổi nữa, thì TV 4K là sự lựa chọn đúng nhất cho quý vị trong ngày hôm nay tại công ty điện tử Teletron. Bên cạnh đó rất là nhiều TV mới nhất của Sony, của LG, của Samsung, những dàn loa Bose cũng đang có rất là nhiều tại đây, những dàn máy karaoke đến tất cả sản phẩm nhỏ xài trong nhà, từ những cái nồi niêu xoong chảo của Đài An, những nồi cơm điện của Nhật cho đến những cái sản phẩm gia dụng xài trong nhà cũng đang có rất là nhiều tại công ty điện tử Teletron, kể cả những cái tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đang có tại đây, rất là nhiều những loại 2 cửa, 3 cửa, 4 cửa, những cặp máy giặt, máy sấy một loại phân lót mở phía trước để giặt những cái mền king size cũng đang có rất là nhiều tại đây, cũng như những sản phẩm mà về sức khỏe quý vị thấy đó, những cái phòng Helmet Home Sauna 100% là sản phẩm giúp chúng ta sức khỏe rất là nhiều và được lifetime warranty cũng chỉ có tại công ty điện tử Teletron mà thôi. Và nếu sau khi quý vị xong hơi xong xuôi rồi, chúng ta bước vào cái phòng Inada thì chắc chắn rất là hấp dẫn, với chiếc ghế Inada sẽ đưa chúng ta vào một cái thoải mái, sự rất là thoải mái sau ngày tháng làm việc cực nhọc, và nó giống như có người bác sĩ trong nhà 24/24 lo sức khỏe chúng ta với chiếc ghế độc đáo nhất, chiếc ghế massage tốt nhất thế giới của hãng Inada. Sau khi chúng ta xông hơi vào ghế massage rồi, chúng ta vào trên cái giường với những cái nệm Lamborghini của Italy thì không có gì bằng, phải không thưa quý vị? Còn nếu ta có điều kiện chút xíu nữa, nệm vàng đang chờ đón quý vị tại Teletron, vàng 22 carat là những cái loại nệm độc đáo nhất, giá trị nhất và chỉ có tại 4 nơi trên thế giới hiện bây giờ đang được trưng bày mà thôi. Đó là tại Tokyo, thứ hai tại Bắc Kinh, thứ ba tại Hồng Kông và thứ tư chỉ có tại Houston, Texas mà thôi của Hoa Kỳ thưa quý vị. Hy vọng quý vị đến với công ty điện tử Teletron trong ngày hôm nay để cùng nhau mua sắm và cùng nhau tiết kiệm, và nhớ thưởng thức và đến để mua những cái bộ sofa Italy mới nhất, những bộ bàn ăn của Italy, những bộ giường ngủ của Italy đang chờ đón quý vị tại công ty điện tử Teletron thưa quý vị. Nếu quý vị đang quan tâm đến sức khỏe và cái thể hình của mình thì xin mời đến với công ty điện tử Teletron để mà có thể thử qua và lựa chọn những cái sản phẩm máy rung tan mỡ giảm cân, tạo cho chúng ta có được cái vòng eo thon gọn, đồng thời phối hợp với những cái phương pháp trị liệu và tập thể dục làm sao cho cái cơ thể của chúng ta được năng động hơn và khí huyết được điều hòa. Đặc biệt là máy tập thể dục rung động toàn thân DKN Technology được giới thiệu bởi Michael Carson, là huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã giúp rất nhiều tài tử minh tinh Hollywood có được thân hình thon gọn, cân đối. DKN Technology làm tại Hoa Kỳ là loại máy thể dục giúp tan mỡ giảm cân nhanh chóng, hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đây là phòng xông hơi gia đình Helmet Home Sauna của Mỹ, Lifetime Warranty, là loại xông hơi khô dùng nhiệt lượng infrared, là một loại bức xạ nhiệt được khám phá bởi các kỹ sư không gian NASA. Đây là liệu pháp tuyệt vời nhất để giúp tẩy trừ độc tố, tống khứ những chất cặn bã và mỡ thừa ra ngoài cơ thể, giúp giảm cân an toàn, nhanh chóng, giảm nguy cơ cao mỡ trong máu, làm tan biến đau nhức, thống phong, tê thấp và thần kinh tọa, giúp điều hòa khí huyết,
giảm nguy cơ tiểu đường và cao máu, giúp tim phổi làm việc khỏe hơn và tăng cường khả năng miễn nhiễm. Ngoài ra, phòng xông hơi Helmet Home Sauna còn ứng dụng kỹ thuật ánh sáng LED Therapy với 7 sắc tố thiên nhiên giúp thanh tẩy da chết và vi khuẩn bám trên da, đồng thời kích thích tăng trưởng vitamin D, tái tạo và bảo dưỡng làn da tươi trẻ. Một điều độc đáo khác nữa, đó là phòng xông hơi gia đình Helmet Home Sauna được làm từ một cái loại gỗ Western Cedar Redwood lấy từ những cánh rừng môi sinh của Canada. Đây là một loại gỗ rất đặc biệt, nhẹ nhưng chịu đựng được nhiệt độ rất cao, không có bị cong, không bị khô nứt và đặc biệt không bị mối mọt và ẩm mốc và không có gây nên những dị ứng. Phòng xông hơi gia đình Helmet Home Sauna là một cái loại phòng xông hơi duy nhất tại Hoa Kỳ có ấn chứng FCC và UL approved, bảo đảm lifetime warranty với nhiều kích cỡ khác nhau, từ cái phòng cho 1-2 người, cho 3-4 người, cho 5-6 người. Quý vị có thể đến thử và tha hồ lựa chọn, và chúng tôi tin tưởng rằng khi đưa cái phòng xông hơi gia đình Helmet Home Sauna về nhà, quý vị có thể cả gia đình enjoy và thưởng thức được những cái giây phút nó thoải mái nhẹ nhàng, mà qua đó có những cái phương pháp trị liệu và sức khỏe của cả gia đình sẽ được bảo đảm, và chúng ta không cần phải đi đến những cái phòng tập thể dục tập thể, những cái phòng xông hơi tập thể mà nó không có vệ sinh và không an toàn, và hơn nữa cái vấn đề riêng biệt cá nhân nó sẽ được không có được đảm bảo như mà chúng ta có cái phòng xông hơi ngay tại nhà. Helmet Home Sauna là loại phòng xông hơi khô dành cho gia đình duy nhất tại Hoa Kỳ có ấn chứng FCC và UL approved, bảo đảm lifetime warranty. Có nhiều kích cỡ khác nhau, phòng dành cho 1-2 người, cho 3-4 người, cho 5-6 người vân vân. Quý vị có thể tha hồ lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với cái không gian trong căn nhà của quý vị. Có thể đặt để ở phòng tắm, phòng khách, phòng gia đình và ngay cả ở patio. Nếu căn nhà của quý vị quá nhỏ, không phù hợp để một cái phòng xông hơi gia đình Helmet Home Sauna, thì quý vị cũng có thể dùng Half Sauna, nghĩa là cái loại phòng xông hơi bán thân. Loại này đặc biệt là rất là dễ dàng và để bất cứ nơi đâu trong căn nhà của mình. Quý vị gắn điện 110 vào thôi và mở ra như thế này. Đó, có thể ngồi vào trong này. Rồi chúng ta bấm điện, on cái máy này lên và chúng ta ngồi. Và cái loại này nó đặc biệt là rất tốt cho những quý vị nào bị thống phong, bị tê thấp, và nhất là các cụ cao niên lớn tuổi đó thường là hay bị thống phong tê thấp lắm, thì ngồi vào đây vào những cái mùa đông giá lạnh vân vân đó, hay được lạnh chân lạnh cẳng đó, thì ngồi vào đây thì xông hơi tuyệt vời lắm kính thưa quý vị. Nhưng nó không phải dừng lại ở cái chân, cái cẳng của chúng ta không, mà nó cũng thể làm ấm trong cơ thể của chúng ta, bởi vì Helmet Home Sauna dùng cái kỹ thuật infrared, nó đưa cái nhiệt lượng làm cho chúng ta nóng từ trong ra ngoài kính thưa quý vị, và nó kích thích các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta tống khứ các chất độc ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Cho dù quý vị đã nghe giới thiệu về Inada Family Sonio Medical Massage Chair hàng trăm lần, hàng ngàn lần, nhưng chưa đến thử một lần thì vẫn chưa có thể cảm nhận được sự tuyệt vời, sự hữu hiệu của chiếc ghế Inada Family Sonio Medical Massage Chair. Đây là chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình do bác sĩ Inada và các khoa học gia chuyên ngành vật lý trị liệu của Nhật sáng chế và được làm 100% tại Nhật Bản. Có đến 98% khách hàng từng mua chiếc ghế Inada Family Sonio Medical Massage Chair đã không ngần ngại giới thiệu và khuyến khích người thân, bạn bè chọn mua chiếc ghế này để trị liệu đau nhức, massage làm tan biến căng thẳng và mệt mỏi cho cả gia đình. Teletron cũng là nơi duy nhất có phòng dành riêng với 8 chiếc ghế Inada Medical Sonio Dreamway để quý khách có thể đưa cả gia đình đến thử cùng một lúc và chia sẻ cảm nghĩ riêng cho nhau. Xin quý vị đừng ngần ngại đưa quý cụ cao niên hay đi đứng khó khăn cần massage trị liệu đến Teletron để thử qua chiếc ghế massage vật lý trị liệu tuyệt vời này. Inada Family Sonio Medical Massage Chair, hay còn gọi là Medical Dreamway, trị giá $11,000 và luôn có giá sale đặc biệt tại Teletron cùng với các chương trình trả góp không tính tiền lợi. Đây là một bộ sofa rất đặc biệt và rất độc đáo của hãng Euroform, 100% made in Italy. Đây là bộ sofa đã được đoạt giải cao nhất, vinh dự nhất trong cuộc triển lãm furniture toàn cầu
được tổ chức tại thành phố Milan, Italy. Bộ sofa này trị giá 36.000 đô la và đang được bán với giá giới thiệu đặc biệt chỉ tại công ty điện tử Teletron với giá 22.000 đô la. Và khi nói đến karaoke thì tại công ty điện tử Teletron có những cái dàn máy karaoke rất là đặc biệt, nhất là loại những cái loại hard drive karaoke chứa nhiều ngàn bài hát chọn lọc từ những cái đĩa nhạc nổi tiếng của các trung tâm nổi tiếng tại hải ngoại, do các ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại trình bày với âm thanh hi-fi digital, với những cái hình ảnh high definition. Quý vị tha hồ lựa chọn bài hát, tên ca sĩ hay là những nhạc sĩ mình thích mà hát rất là thoải mái, tắt tiếng hát rất là nhẹ nhàng để cho quý vị có thể hát theo một cách rất là chuẩn, kính thưa quý vị. Và đặc biệt là cái loại loa Bose 901 Series 6 là một cái loại Bose chuyên dùng cho stereo và cho các phòng trà ca nhạc. Và nếu mà chúng ta đặt để trong cái căn nhà của chúng ta thì kính thưa quý vị, âm thanh tuyệt vời vô cùng, bởi vì nó dùng cái technique được gọi là reflection, cho nên nó không có cái sự tiếng vang và tiếng hú khi mà chúng ta cầm cái microphone đứng gần. Để cho giọng hát của mình trở nên hay hơn, ấm hơn, trong trẻo hơn thì phải dùng đến cái loại microphone Shure Beta 58 mà các ca nghệ sĩ rất là thích dùng và họ rất tin cái sản phẩm này. Bởi vì với cái loại microphone không dây này, giọng hát của mình sẽ được nâng lên và nó làm trong trẻo hơn, và chắc chắn rằng là quý vị sẽ trở thành một ca nghệ sĩ chuyên nghiệp lúc nào không hay. Teletron là một khám phá tuyệt vời nhất của chúng mình hôm nay. Yeah!